Xong chưa? Cái chú này, chú đi là thả diều, chú ấy cứ nhìn thấy cái táo đây là chú ấy ăn nhá. What? Cái gì? Chú à? Quay. À. Chú đi đâu mà nhìn táo là ăn trộm? Tùng ơi, cái trẻ đi ăn trộm táo. Đi ăn trộm táo ngon mà. Đây, cho anh em xem quả mắt này, gọi là mắt cú à? Hay là mắt gì? Mắt cú á. Mét 8. Ui giời, mấy ngày hôm nay ốm không đi thả được rồi. Xem chiều này nó mới đẹp này. Cầm bên cho chú nhìn xem nào. Cầm bên xem nào. Mẹ sợ mà em cũng chịu. Đẹp đấy, giơ cao hẳn lên đây, giơ cao hẳn lên. Đứng xem bên bé này cho nó nhìn cho ánh sáng rồi đấy. Xem mà đi. Rồi. Tí nữa thằng nào đi thả. Thằng Thái rồi. Ừ, tí nữa. Để kiếm ấy ăn, kiếm sáo ăn. Đúng rồi, kiếm sáo ơi. Điều này bao giờ hoàn thành? À. Xong rồi á, thế áo đâu? Thả cái gì? Đâu cháu mua không phải áo. Mày mang cái con diều em đi. Con diều to hay diều bé? To 2 mét à? Ừ, hôm nào mang ở đây. Hôm nào mang ở đây để thả. Hôm nay em đăng ký với anh ạ. Mày cứ huy động tất cả anh em cả trường đăng ký được. Ngoài Tết này mẹ kiếm ít kinh phí xong làm mấy cái event nhỏ cho anh em. Có bộ nào lắp được vừa? Chẳng có bộ nào. Thế á? Đây này lắp một quay này, liệu vừa? Liệu lên được? Em biết khỏi hùng. Mượn Nghĩa cái bộ còi đen đen này, nắp lên cho nghe cho vui vui. Được. Nắp được? Được không thì em ấy cái bỏ. Hả? À? Được không thì em ấy cắm sáng, buộc cái cắm sáng. Buộc luôn, buộc cắm đi. Trời luôn chứ. Đâu đâu, quay lại xem nào. Đây tí nữa sẽ thử cái bộ này không biết liệu có lên được không nhỉ? Có lặng quá. Có lặng à? Lên được. Được. Ờ mẹ cứ chơi bộ này đi. Em về lấy diều. Ờ, về lấy đi, về lấy ông đem vào đây thả. À cầm cái này đi. Về lấy diều á. Để chú sửa ra. Ờ. Ôi giời ơi, diều thì nhỏ, ông cắn cho ông tiêu. Anh bảo cái ông kia thì ông vừa. Nhưng mà cái kia sợ bé quá. Bé không? Ôi vừa. Cái này đây có nè. Ừ. Anh bảo toàn chưa các công nghệ. Bé nhưng có vỗ. Mình chưa thấy diều của anh Hoàng à? Đó. Phang phát đầu. Toàn trang bị đây là không cái này, toàn trang bị vũ khí tối tân rồi cho nó lặng. Ờ thì con diều 5 mét nào đến đâu rồi? Xong chưa? Xong hết rồi. Mai. À mai bay. Ủa thế mai chính ra nhiều diều thả phết nhỉ? Nhà mình con đi bay xong. Giả luôn. Ờ mai con đấy quay được con đấy. 5 mét nhỉ? Giả luôn. To. Thôi kệ cứ đóng vào tạm vào. Cùng ra bãi ghế à? Để gọi là khảo sát địa hình à? Nó không cần sát cho đấy, nó vắng. Ít dây điện, đang có dây điện đâu mấy đâu. Nói chung là nó chỉ có mấy nhà thôi. Nhà ngoài. Ngoài anh. Mai thả diều không? Cu. Có thằng kia. Ờ nó đi đâu rồi nhỉ? Nó chạy đâu rồi nhỉ? À đi về lấy diều à? Đi về lấy diều à? Ừ. Được. Về lấy đi. Ô, mất sáo rồi. Ô, cái bộ lan của con diều gì mà sao đen xì kìa? Đấy, con diều cái cọc đó. Con này trang bị tối tân nhất đấy. Mẹ, sao áo sao màu đen xì ấy? Lâu lắm rồi đấy, cao đấy. Ừ. Không phải cao. Lan đen xì luôn. Đồ tối tân nhất này. Mang ra cho xem bộ lan. Bộ lan diều khiếp luôn. Bộ lan này chắc là đen xì. Một cái bị dập này, lấy sông cái vào cái nhãn đấy. Thế à? Con diều này con diều gì? Màu gì? Màu gì? Cơ đỏ. Cơ đỏ à? Đen lan đen xì, bóng nhoáng. Con này thả lâu lắm rồi. Đây xong rồi các bạn nhé. Bây giờ sẽ nào
Tháo kia có phải tháo không? Có phải tháo sáo không? Tháo sáu cái à? Vương à, chắc có. Tháo mẹ con cái ra bây giờ thì lại nó gắn mẹ kèo. Không tháo được ấy. Nhưng mà lấy vào sợ nặng quá nếu lên được thì nặng không? Cái nào thì đây toàn táo thôi nhưng mà chả có táo nào để lắp đây này. Không còn táo nào để lắp vừa. Đấy còn có còn táo nào để lắp vừa. Bộ kia thì lại ấy mất rồi. Thả mà không có sáo là nghe nó hơi buồn kìa. Ngoài đây có gió đâu? À có gió. Vác con mấy con này đi nào rồi. Ờ thế mang mẹ cả cuộn lên luôn. Cầm cả cuộn lên không không đóng được sáo thì ta test chiều không được. Mẹ miễn lên được. Con này áo 6 lít. Cầm được không để em dạy được. Ừ đi. Có chỉnh treo gì không? Cho anh Hùng chỉnh này. Mai chạy được ngày xưa. Quay không? Có. Quay không cháu. Chỉnh lại leo tí cho. Chỉ có trường hợp là nặng cánh không? Có quay. Bởi vì đuôi mềm thôi. Đuôi này mềm lắm. Xong kéo cong cong một tí. Bộ này kéo cong cong một tí. Bộ này là áo 6 lít. Lan là free nhỉ. Được được tặng bộ lan. Không chơi, không chơi mà. Được tặng bộ lan nhưng mà được được Hùng tặng bộ lan. Phải làm. Em làm đâu. Cái gì? Rồi, thử lên đi xem nào. Dạ phải có video. Thử đi, thử đi, thử đi, thử đi, thử đi. Ấy đi. Ủa sao? Quay, quay rồi. Không có sáo con này nó cứng cánh là đuôi mềm quá. Con này chỉ có không có gì được. Nó bị ấy quá, khóa lèo bị. Thử lại nữa nhá. Lần này xem còn quay không nhá. Quay đẹp luôn. Quay đẹp à? Kệ nó chứ. Đen thôi, đỏ quên đi. Nào thử đi em. Xuống thật. Xuống thật. Xuống thật. Nay là không không có bộ sáo nó đóng nên là con này cái cánh là nó hơi ấy cứng đúng không? Đấy em biết ngay mà mới đâu em bảo cứng là lan đầu cánh rồi. Ôi, con này về chắc là phải tuốt lại lan một tí nữa các bạn. Hôm nay tưởng thả nó được ngay nhưng mà chưa về phải tuốt lại lan một tí cho nó mềm cái cánh đi thì cánh hơi cứng. Đây, các bạn đẹp luôn các bạn nhé. Mét 8 giá rẻ đấy các bạn. Về tuốt lại cái cánh thì cánh hơi cứng. Cánh bên ấy này bây giờ nó sẽ bị lệch và bổ ngay lập tức. Đuôi này là thôi, thế này là vừa tầm rồi các bạn. Đấy, cánh này bây giờ thì mấy cái bên tay này phải ấy nhỏ đây một tí. Ok, rồi bây giờ sẽ đi về để tuốt lại tí nha các bạn nhé.